sườn đèn trùm trang trí sát mỹ thuật. Ngoài tác dụng chiếu sáng, thì đèn trùm còn giúp tạo ra một không gian sang trọng, ấn tượng, đẳng cấp, thể hiện gu thẩm mỹ. Đèn trùm trang trí lại rất đa dạng về kiểu dáng, phong cách, màu sắc, ánh sáng và cường độ ánh sáng khác nhau. Về kiểu dáng thiết kế thì các mẫu đèn trùm LED được thiết kế với nhiều mẫu mã từ đơn giản tới cao cấp, từ cổ điển tới hiện đại, phù hợp với nhiều không gian như phòng khách, phòng ngủ, hội nghị, phòng thờ. Và người tiêu dùng có thể dễ dàng lựa chọn được một sản phẩm ưng ý. Đặc biệt, nhờ việc ứng dụng công nghệ chiếu sáng đèn LED hiện đại nên đây là loại đèn tiết kiệm điện năng khi sử dụng lên tới 70% so với đèn sợi đốt và có độ bền lên tới 50.000 giờ. Hơn nữa, đèn trùm cao cấp không tỏa nhiều nhiệt lượng khi sử dụng, không tạo tia UV nên vừa đảm bảo an toàn cho người sử dụng, thân thiện với môi trường. Thực hiện bởi đội ngũ MVN, mua bán nhanh.com. Nhớ like video, bấm đăng ký, bật chuông để nhận thông báo khi có video mới từ kênh Mua Bán Nhanh bạn nhé.